Ok, xin chào mọi người, quay trở lại với Đạo sĩ Bát Ma. Hôm nay chúng ta tiếp tục tới với chương 4. Ở chương 3 thì chúng ta đã biết được một cái sự thật: Vương Gia Quân là một tên buôn người. Hắn ta đã bắt cóc Tôn Hàn Phi, một nữ sinh viên đại học, bán cho một một là sao nhỉ? Một người giàu có đi ha, một người giàu có ở thôn Nguyên Triều. Tất nhiên là để chống lại số phận thì Tôn Hàn Phi đã dùng cả tính mạng của mình. Hiện tại thì cô đã đang là ma nữ rồi. Không biết là Lý Tiểu Bạch sẽ giúp Tôn Hàn Phi kiểu gì. Tôi đang không biết là Lý Tiểu Bạch giúp Tôn Hàn Phi kiểu gì khi mà cô đã chết rồi. Cô là một ma nữ. Tiếp tục nhá. Ok, đây. Rồi sao rồi sao? Không ngờ Vương Gia Quân lại là một tên xấu xa như vậy. Ok, mình phải quay trở lại và gọi cảnh sát ngay. Không thể để hắn chạy thoát được. Sao vậy? Không ổn rồi, con đường quay trở lại đã bị chặn. Lão đạo sĩ đi đâu mất rồi? Lão đạo sĩ cũng chỉ muốn hãm hại Tôn Hàn Phi thôi. Chắc chúng cùng một hội với nhau. Ok, bây giờ mình muốn quay trở về để mà báo cảnh sát, nhưng mà cái con đường bị chặn mất rồi. Mình phải mau chóng tìm một con đường khác thoát khỏi nơi này á. Ok, chúng ta tới với chương 4. Bây giờ phải tìm một cái con đường khác thoát khỏi nơi này. Đây, có mấy cái dấu đỏ ở đây. Chui xuống hầm mà. Đây có gì đây? Dưới đây là một cái căn hầm á. Ơ kìa, sao không bấm được gì cả? Con búp bê bị rơi á, khiến mình giật mình. Điều này có ý nghĩa gì? Có giúp ích được gì không? Búp bê rơi xuống có giúp ích được gì không? Ở đây chúng ta có một cái dấu cộng, một dấu nhân, với những con số màu đỏ và màu cam. Ok, màu đỏ, màu cam. Đây là một cái vật dụng nghiền thuốc á. Nghiền lá thuốc á. Tự nhiên cho một cái nghiền lá thuốc ở đây làm gì? Ở đây thì có một cái con số 2 được khoanh tròn đỏ. Và một số 28 cũng là màu đỏ luôn. Những con số này nó có liên quan gì đến bên này không? Màu đỏ đây. Đây là số 28 hay sao? 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là bây giờ tôi phải tìm một số màu vàng hả? Đúng không? Hay sao? Thế còn cái số 2 khoanh tròn này là sao đây? Ở đây có Tengu ấy. Tengu nằm ở số 5 các bạn ạ. Ở đây có một cái rãnh nhá. Chắc là có liên quan đến cái cơ quan nào đó. Cái rãnh này các bạn ạ, liên quan đến cơ quan nào đó. Ok, đi vào trong nhá. Ui cái gì đây? Tại sao mình cảm thấy chóng mặt? Có chuyện gì đang xảy ra? Lại có sương mù rồi. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt á. Những cái cánh tay cử động kìa. Làm cách nào mà những cánh tay kia có thể cử động được? Ok, tôi nhìn vào một cái lỗ á, hiện ra số 6 này. Số 6 các bạn thử ra bấm xem được không nhá. Nãy là 28 đúng không? 1, 2. Nào, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không có được. Nó có dấu cộng và dấu nhân ở đây nữa. Vấn đề nó không đơn giản như vậy các bạn ạ, nó phức tạp hơn. Không có lẽ mình bị ảo giác sao? Ở phía xa, bóng dáng một ai kia đang tiến lại gần. Mỗi lần mà tôi đi ra đi vào nó sẽ tiến lại gần á. Gì vậy trời? Thôi khỏi đi. À, tôi lấy được một cánh tay cơ quan đây. Cái dấu tròn giống ở bên ngoài bị nứt vỡ à? Dường như cái tường này sắp bị vỡ. Các bạn có muốn nhìn mặt ma nữ không? Tôi sẽ thoát ra. Tôi sẽ tiến lên một lần nữa. Càng ngày càng gần nhá. Thoát ra. Tiến lên. Thoát ra. Tiến lên. Một sai lầm không đáng có các bạn ạ. Ok, đây chúng ta sẽ lắp vào đây. Trời ạ, ma nữ ghê vậy. Cái gì rơi xuống vậy? Cái gì đây? Ở đây có những con số và Tengu này. Số 3 rồi đến Tengu. Tengu số 4 à? 1 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái này là số 2 Tengu. Còn cái này là số 4 Tengu. Còn cái này là bao nhiêu? 5. Cái này là số 5 Tengu các bạn ạ. Vậy thì
Ở đây tôi cũng có cái số 5 Tengu ở đây. Vậy thì cái đầu tiên là số 2, đúng không? Cái nào là số 5 Tengu? Đây là số 4 Tengu. Cái này là số 5 Tengu à? Đây, số 5 Tengu thì cái đầu tiên phải là số 2. Nó khoanh tròn vào ô số 2 á. Chúng ta cần hai cái gợi ý về Tengu nữa. Ok. Cái gì đây? Tôi lấy được một cái búa. Búa để làm gì? Có đập được cánh tay không? Có đập được cái hộp không? Không đập được, không chơi bẩn được các bạn ạ. Không dùng búa chơi bẩn đập được. Nó bắt buộc tôi phải giải các thứ thôi. Ok, chúng ta nhớ lại cái tường bị nứt đó. Đâu, đây đây. Đập tường các bạn ạ. Nào. Vào trong một cái khu mộ mới. Ui, toàn vàng không à? Tại sao nơi này lại nhiều vàng quá vậy? Nhưng mà mình vẫn có cái cảm giác bị choáng váng mệt mỏi nhá. Tôi đang bị mê thuốc hay sao ạ? Ở đây có một cái viên ngọc màu đỏ. Cái gì đây? Đây có một cái cơ quan mật mã có dấu hỏi chấm đây, nhưng mà còn thiếu các bạn ạ, còn thiếu mấy cái viên ngọc nữa. À, tôi lấy được một cái cây châm. Một cái cây châm để cậy ngọc. Ok. Chúng ta sẽ lấy được cái viên ngọc màu đỏ này. Rồi, tôi sẽ lắp vào đây. Vẫn còn thiếu một viên ngọc nữa, không biết là màu gì. Ok. Bức tranh này thì có số 13. Tranh này có số 13 màu đỏ. Chúng ta nhớ đến số 28 và số 13 nhé, đều màu đỏ. Vậy là tôi còn thiếu thiếu số màu vàng nữa. Tôi có số màu đỏ 28 và 13 rồi. Một cái đồng hồ mà không có kim á. Không có kim đồng hồ. Hình như là bên trong có bị kẹp một cái tờ giấy á, mình không thể nhìn rõ được nội dung bên trong. Tôi không làm cách nào có thể mở ra được á. Chắc có lẽ bây giờ tôi phải tìm kim đồng hồ. Tìm kim đồng hồ các bạn ạ. Ok. Nó ghi là cái con trỏ, nhưng mà tôi dịch là kim đồng hồ đi. Chắc là kim đồng hồ thôi. Chúng ta lấy được một cái viên ngọc màu xanh ở đây. Lắp vào đây thôi. Ok chưa? Cách chơi là gì đây? Chúng ta phải xoay sao để cho nó ra cái cuối cùng này. Hai cái vòng tròn màu đỏ và màu xanh sẽ đè lên cái vòng tròn màu vàng. Tức là sao? Đây, quay như này đúng không? Quay như này, quay xuôi, quay ngược. Ok. Vậy thì mấu chốt vấn đề của chúng ta là cái vòng tròn màu vàng. Tại vì cái vòng tròn màu vàng nằm ở giữa, nó liên quan đến cả màu đỏ và màu xanh. Vậy thì tôi sẽ làm cái vòng tròn màu vàng trước. Tôi sẽ làm vòng tròn màu vàng trước. 3 3 3. Cứ 3 cái 1 nhá, 3 cái 1 và cách 1, cứ 3 cái màu vàng 1 xong là cách ra một ô xong lại 3 màu vàng. Ok. Nếu mà theo cái hướng đấy thì đầu tiên sẽ là màu vàng. Đâu nhỉ? Đây ngược lại. Đây tôi có 3 màu vàng đây. Cách ra một ô. Cách ra một ô đây, tiếp tục màu vàng. Chúng ta sẽ làm 3 màu vàng nữa. Ok. Ok, lại cách ra một ô, tiếp tục màu vàng. Tôi sẽ tiếp tục làm 3 màu vàng nữa. Hai màu vàng rồi. Tôi sẽ lấy màu vàng bên này nữa. À không được, không được, không được các bạn ạ. Thì cái chỗ này của tôi nó sẽ bị vỡ ra mất. Trời ơi. Giờ tôi phải làm nào? Như này à? Ở kìa. Khó cho tôi thế. À tôi sẽ giấu nó sang bên này đi. Giấu cái màu vàng sang bên này. À ok. Ok. Vậy là xong rồi đúng không? 3 màu vàng, 3 màu vàng, 3 màu vàng. Nhiệm vụ tiếp theo là phải làm cho chỗ này cũng 3 màu vàng. Vậy thì làm cách nào cho chỗ này 3 màu vàng đây? Chỗ này thì tôi sẽ đẩy nó sang bên 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 màu xanh đi. Đây, tôi sẽ đẩy nó sang bên màu xanh như này. Chưa. Ok. Ở đây có một màu vàng. Đây là nó đều cách 3 nên tôi tiếp tục sử dụng cái chiêu cách 3. 1, 2, 3 đây. Chỗ này tôi phải cần màu vàng. Và tôi phải lắp chỗ này màu vàng vào đây. Ok. Tôi sẽ lấy màu vàng. Chỗ này màu vàng đây. Tôi sẽ lấy màu vàng.
Đây. Màu vàng nào. Đây, màu vàng đây, cách 3. Giấu đi. Được chưa? Hợp lý không? Rồi, bây giờ tôi sẽ đẩy cái viên này vào đây. Đẩy viên này vào đây. Viên này thì sẽ thay thế một viên ở ba cái hàng này. Nó sẽ đỡ đỡ bị phá ấy. À, kéo lên. Đẩy về. Kéo về. Ok. Đây, chúng ta được một viên ở đây rồi. Viên thứ hai, tiếp tục cách 3 nhé. Tiếp tục cách 3. Tiếp tục cách 3 các bạn ạ. 1, 2, 3 đây. 1, 2, 3 đây. Chỗ này màu vàng, tôi sẽ lấy viên màu vàng đây. Đẩy sang đây để lấy viên màu vàng. Đây, cần viên màu vàng vào đây. Nào, lắp viên màu vàng vào. Tiếp tục đẩy về vị trí kia để giấu viên màu vàng đi á. Đây, giấu viên màu vàng đi. Ok. Rồi bây giờ tôi sẽ đẩy lên để đưa viên màu vàng này vào đây. Trước tiên là chúng ta phải để vào đây đã. Để một viên màu vàng này thay thế chỗ này. Không mà nó sẽ bị sai vị trí á. Đây. Ok, được hai. Quay trở lại như cũ. Ok. Ở đây tôi có một viên màu vàng rồi. Tôi chỉ có một viên màu vàng mà lắp vào đây thôi. Giờ làm nào lắp được vào đây nhỉ? Ok. Giờ làm nào để lắp được viên màu vàng vào đây? À ok ok. Tôi tiếp tục sử dụng cái công thức 3 viên đó. Cách 3 viên đó. 1, 2, 3. Sau đấy thì tôi sẽ giấu viên này vào đây. Giấu đi. Và đẩy nó về. Ok. Tiếp tục đẩy về tiếp. Là chúng ta có thể lắp được viên màu vàng vào đây. Lắp vào. Đẩy lên. Xong rồi nhá. Chúng ta có 3 vàng, 3 vàng, 3 vàng, 3 vàng. Ok. Cái đầu này là màu đỏ này. Cái bên này là màu xanh này. Vậy thì tôi cứ từ từ thôi. Cứ đưa hết màu đỏ cả sang bên kia đã. Đây có hai màu đỏ này. Cần di chuyển sang bên này. Thì bên này tôi phải cần hai màu xanh để thay thế. Đây hai màu xanh đây. Sẽ thay thế cho hai màu đỏ bên này. Chúng ta xoay một vòng là xong rồi. Ok. Tiếp tục hai màu đỏ bên này. Bên này tôi cần hai màu xanh. Nếu mà không có hai màu xanh thì một màu xanh cũng được. Đây có hai màu xanh luôn đây. Nếu mà không đôi được thì chúng ta cứ làm cái một cũng được, cũng không sao đâu. Tiếp đến tôi vẫn còn hai màu xanh và hai màu đỏ bên này. Không được thì chúng ta làm một cái một trước đi. Một cái một được không? Gần xong rồi các bạn ạ, gần xong rồi. Gần xong rồi mà. Đây hai màu xanh đây. Hai màu xanh đây. Cho hai màu xanh này sang đây. Thì là chỉ còn sai đúng một vị trí màu đỏ thôi. Sai đúng một vị trí màu đỏ đây các bạn ạ. Hai cái này phải đối xứng nhau. Sai đúng vị trí màu đỏ và màu xanh. Hai cái này phải đối xứng nhau. Được không nhỉ? Được không ta? Không được, không được, không được. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Đây. Giấu như này được không? Xoay. À đây, được rồi, được rồi. Nhầm, được rồi, ok. Trời ạ. Cái hương thơm này làm cho tôi rất là khó chịu quá. Tôi bị nghẹt mũi và ho. Bây giờ mình cần phải làm gì tiếp theo đây? Lại bắt đầu chìm vào ảo giác rồi. Đây có phải chỉ là ảo giác thôi đúng không? Có vẻ như là cái bông hoa ấy. Có một cái bông hoa có thể giúp mình giải độc, giải ảo giác ấy. Đâu, bông hoa nào? Đây à? Bông hoa màu đỏ này giúp tôi giải ảo giác à? Có một cái mùi hương khi mà tôi tới gần bông hoa này á, tôi hãy cẩn thận chạm vào nó là sao nhỉ? À mình không thể chạm vào nó được à? Ở đây đây, ở đây ghi là tôi không thể chạm trực tiếp vào nó ấy. Mình phải cần một cái dụng cụ gì đấy để chạm vào bông hoa các bạn ạ. Nếu mà tôi chạm vào bông hoa này á, là sao đây? Mình vẫn không thể chạm được vào bông hoa, vẫn cần một cái dụng cụ gì đó để chạm vào bông hoa. Có cảm giác như bị kim đâm, không thể chạm vào nó được. Ơ kìa. Không chạm vào thì làm ăn gì? À, tôi chạm vào bông hoa đỏ,
tôi chạm vào bông hoa xanh là mọi thứ nó sẽ thay đổi các bạn ạ. Khung cảnh thay đổi. Ok, căng đấy nhỉ. Đây, cái khung cảnh mà tôi chưa có tìm tới đây. Ở đây chúng ta có những cái bộ ba nút đóng mở, đóng mở. Bộ ba nút đóng mở. Là sao đây? Đây chỉ là một cái bức tranh cũ thôi các bạn ạ, một cái bức tranh cũ thôi. Tại sao lại có một bộ xương ở đây? Đó không phải là người viết nhật ký á, là sao? Nhật ký nào nhỉ? Tôi không nhớ rõ nữa. Ở đây chúng ta có đồng hồ đang chỉ vào 12, 6, đang chỉ vào 5 giờ 15 phút các bạn ạ. Tôi lấy được một cái kim giờ. Hàm răng thì bị mất một vài cái răng. Ok. Cái đồng hồ ở đây đâu rồi? Trở về thực tại cái phát. Cái kim vào đây. Chúng ta có 5 giờ 15 phút đó. Tôi phải đi tìm kim phút nữa. Lại đi về quá khứ. Ok. Ơ cái gì đấy? Ở đây ghi là chỉ là một cái bông hoa bằng vàng á. Nhưng mà tại sao lại tỏa được mùi hương á? Ok. Bên ngoài có gì không? Quá khứ có gì không? Ở bên ngoài hình như là không thay đổi. Quá khứ, tương lai gì ở bên ngoài không thay đổi gì cả. Có bức tường các bạn ạ. Quay trở về có bức tường. Hình như là có gió ở sau bức tường này á. Ok. Tức là sao? Tức là chúng ta đập á. Tiếp tục đập. Có một cái hành lang nên là có gió. Đi vào trong. Đây chắc hẳn là vị trí mà quan tài cất giữ linh hồn á. Lạ thật, mình không nhìn thấy gì cả. Không thấy cái quan tài nào cả. Là sao đây? Đây có một cái mắt à. Mắt này nhìn xuống à. Một cái loại mật khẩu rồi các bạn ạ. Một cái loại mật khẩu. Ok. Ở mỗi một cái cột đều có mật khẩu luôn. Căng dữ vậy. Cái mắt này nhìn sang trái này. Cái mắt này cũng nhìn sang trái. Đây có mật khẩu gì không? Đây cũng có mật khẩu luôn. Bị thiếu mất một cái miếng gỗ nên là không chơi được. Bên này thì sao? Cái này lại nhìn sang phải. Đây có những cái giống kiểu là hàm răng. Nhưng mà tôi không biết cách bấm. Ok. Hàm răng à? Trên này thì có những cái ngọn nến. Còn gì nữa không? Hàm răng. Các bạn có nhớ đến cái hàm răng không? Đây hàm răng đây. Hàm răng đây. Đầu tiên là 4 cái liền nhau. À không. Hàm trên thì là cái đầu tiên này cách một ô và cái tiếp theo. Sau là 4 cái liền nhau. Hàm trên thì 2 cái liền nhau. Ok. Hàm trên cách một ô 4 cái liền nhau. Đây. Cách một ô 4, 1, 2, 3, 4. 4 cái liền nhau. Hai cái này như thế này đúng không? Như này đúng không? Ok. Đây có lẽ là cách để mở cái cơ quan này á. Bây giờ thì mình phải cần mở khóa tất cả những cái cột khác nữa. Ok, tôi có cái mắt ở đây. Tiếp tục giải đến cái mắt này nhá. Cái số 1 đây là nhìn xuống dưới này. 1 dưới, 2 là nhìn sang trái này. 1 dưới, 2 trái, 3 sang trái luôn. Và 4 sang phải. Ok. 1 là dưới này. 2 trái này. 3 trái này. Và 4 sang phải. Ok, chúng ta được màu vàng và màu đỏ rồi. Còn gì nữa nhờ? Ở đây thì cần mật khẩu để giải cái chỗ này. Một cái dạng hình người. Và cần một cái miếng gỗ để giải chỗ này. Ok. Đây có cây nến này. Còn gì mà tôi chưa động tới nhờ? Úi, gì đây? Thật là kỳ lạ, có một bộ xương ở đây ấy. Hình như người này đã bị tấn công, bị một con dao đâm thẳng vào bụng, đâm thẳng vào tim. Chỗ này là tim đúng không? Đúng tim mà. Là sao đây? Ở đây có một cái bí mật gì á? Cuối cùng tôi cũng tìm thấy một cái quan tài linh hồn. Mặc dù tôi không tìm thấy thịt của Tai Xui. Tai Xui là cái gì?
Có phải là Tai Gu không? Hay là Tengu? Có lẽ nơi này chính là nơi mà Tengu ở, Tengu sinh sống mà. Nếu mà tìm được thịt của Tengu thì có thể trường sinh bất tử, ăn vào có thể trường sinh bất tử. Nhưng tìm được chiếc quan tài linh hồn có thể giam giữ linh hồn mình mãi mãi cũng là một niềm vui bất ngờ. What? Ai lại muốn giam giữ linh hồn của chính bản thân? Mặc dù bản thân quan tài linh hồn có thể bảo vệ linh hồn, nhưng mà để mà kích hoạt được cái trận pháp trên quan tài á, bạn cần có chất lỏng bảo vệ linh hồn. Theo ghi chép thì sẽ có những cái vật liệu liên quan mọc ở gần quan tài linh hồn. Tôi nhớ rằng chất lỏng bảo vệ linh hồn được nghiền nát từ cánh hoa của hoa dẫn linh hồn và một cái loài hoa ba lá. Hoa ba lá là hoa gì? Và thêm một ít nước không có rễ. Nước không có rễ là sao? Nước không có nguồn á, nước không nguồn. Nước không nguồn chính là nước mưa các bạn. Nước mưa, thêm một ít nước mưa. Hãy nhớ rằng hoa dẫn linh hồn không thể chạm trực tiếp bằng tay được. Bạn cần sử dụng găng tay. Ok. Đây chính là lý do mà tôi không thể chạm được vào cái bông hoa dẫn linh hồn á. Bây giờ phải kiếm găng tay. Kiếm găng tay và kiếm nước mưa để mà làm được cái chất lỏng bảo vệ linh hồn. Gần đây tôi luôn cảm thấy tiểu lý có gì đó không ổn. Tức là có hai người á, có hai người đi tìm kiếm cái quan tài này, và cái người ở bên ngoài này thì bị đâm chết bởi cái người ở bên trong kia. Hai người này đang tại vì cái người ở bên trong kia tìm thấy kho báu mà, nên là không muốn chia kho báu cho người này, nên là đâm chết người này luôn. Và cái ông nằm ở ngoài này thấy cái ông ở bên trong kia bất ổn, nên là cái ông nằm ở ngoài á, ông ấy đã giấu cái hộp nước á, cái hộp nước không nguồn á, vào trong một cái hộp. Và cái hộp này được chia làm 3 mật khẩu. Ok, hai người cãi nhau, thế là một người phải giấu cái hộp nước đi. Cuối cùng là cả hai cùng chết. Quan tài linh hồn được ghi lại á, trong quan tài linh hồn rất có thể là linh hồn của Tôn Hoàn Phi ở trong đấy á. Ok. Không phải là linh hồn của Tôn Hoàn Phi, là linh hồn của gì nhỉ? Linh hồn của Tengu à? Tôi không biết là dịch là linh hồn của gì nữa, nhưng mà tôi đoán là linh hồn của Tôn Hoàn Phi thôi. Đây có con dao này. Đây, cái hộp mà ông ấy bảo đây, ông ấy treo lên cao và ông ấy giấu nước ở trong này. Bây giờ thì mình phải giải. Mình mới có một manh mối thôi, mới có một manh mối là cái số 2. Khi mà Tengu nằm ở số 5 ấy. Số 28 nữa. Ok, bây giờ phải làm gì? Bây giờ phải tìm găng tay để mà hái hoa. Tìm găng tay để mà hái hoa các bạn ạ. Mới cả giải mấy cái này. Ok. Đây có một cái hộp đây. Cái hộp này là sao nhỉ? Nó có giống mấy cái ngọn nến bên này không? Có lẽ là nó giống mấy ngọn nến này các bạn ạ. Ba cái trên này sáng này. Hai cái sáng, cái cuối tắt. Cái ở giữa sáng, ok. À, ba cái sáng, cái ở giữa sáng. Không phải à? Không phải thì đảo ngược lại xem. Hai cái tắt. Tắt hết. À, nãy là cái ở giữa sáng thì bây giờ cái ở giữa tắt. Được rồi, tôi lấy được găng tay đây. Tôi lấy được luôn cả cái miếng gỗ đây. Hay quá. Chúng ta sẽ lấy hoa. Rồi, tiếp theo lấy hoa tiếp. Có găng tay rồi mà. Chúng ta sẽ chế được cái chất lỏng bảo vệ linh hồn đó. Quay ra, nghiền cánh hoa. Nào, nghiền cánh hoa vào với nhau. Tôi lấy được bột của hai cánh hoa đây. Giờ tôi còn lấy thêm nước không nguồn nữa. Giải cái này lấy nước không nguồn nữa là xong rồi. Tiếp tục đi vào. Có cái miếng gỗ đây rồi. Đây, đây là cái trò gì đây? Chúng ta cần phải tìm biểu tượng mà giống cả biểu tượng. Biểu tượng giống biểu tượng là sao nhỉ? Trời ơi, này sao mà nhớ. À đây, hai cái này giống nhau không? Không phải các bạn ạ. Tìm biểu tượng giống biểu tượng, tức là hai cái giống nhau nó sẽ biến mất ra. Một cái trò chơi khá là quen thuộc nhưng mà khá là khó nhớ đấy nhờ. À đây đây. Nãy tôi nhìn thấy một cái mà có nhiều răng cưa mà chỗ nào nhỉ? Tôi lại nhìn nhầm rồi. Đây có một con mắt. À đây đây. Được một cái rồi trời ơi. Đây có một con mắt này. Khó thế. Hàng dưới xem nào. À đây cái này. Cái này. Đúng không? Trời ơi. Đây đây đây.
Được hai cái rồi. Cứ từ từ các bạn ạ, rồi sẽ thành công thôi. Ấy cái này nãy nhìn thấy ở đâu mà? Không phải, không phải, nhìn nhầm. Đây 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 chỗ này. Ok. Hình tam giác dễ nhớ mà. Cái dấu chấm này. Cái dấu chấm. Cái dấu chấm mà có chân. Đây. Ok. Cái hình giống kiểu ngọn lửa này tôi nãy tôi có nhìn thấy rồi mà. Chỗ nào nhỉ? Ở kìa. Chơi khó nhau thực sự ạ. Cái ngọn lửa như này. Đây đây, ok. Ngọn lửa. Không phải các bạn ạ, không phải. Cái hình vuông này. Đâu nhỉ? Đây đúng không? Đây đúng rồi. Cái dấu chấm này. Trời ơi, tôi không phải là người có trí nhớ tốt. Đây đây đây. Ok. Mặt trăng. Mặt trăng đây. Ok. Cứ từ từ rồi sẽ hết. Không đi đâu mà vội. Đây cái mắt, cái mắt. Cái mắt, cái mắt. Tìm mày nãy giờ mắt ơi. Chữ T à? Chữ T là chỗ này đúng không? Ok. Không phải. Cái trượng bên trên, cái trượng bên trên. Không phải. Cái trượng, tôi nhớ là có một cái trượng đây mà. Ơ kìa. Số 5 ngược. Đây có một cái số 5 ngược, tôi nhớ là có một cái số 5 ngược ở đây. Đây đây. Ok. Trời ơi, đời thợi. Đây 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 đây, cái chữ U này, ok. Một con mắt cong mà. Đây. Ok. Đây mắt cong đây. Ok. Đây. Ok. Mọi thứ bây giờ có vẻ như dễ chịu hơn rồi. Không phải. Đây. Ok. Không phải. Cái gậy đâu nhỉ? Đây đây đây. Ok. Cái gậy đây. Ok, cuối cùng cũng đã xong rồi. Hơi tốn thời gian. À, chúng ta có màu xanh đây nữa rồi. Còn cái cuối này là sao nhỉ? Cái cuối này là sao các bạn? Tôi còn bỏ qua mình cũng manh mối nào mà tôi chưa có giải nhỉ? Tôi có bỏ qua cái gì ở đây không? Cái đồng hồ 5 giờ 15 phút rồi mình vẫn chưa tìm được kim đồng hồ mà. Vẫn chưa tìm được kim đồng hồ nhá. Ở đây thì mình mới có một số 28 màu đỏ thôi. Số 28 màu đỏ. Mỗi số 28 thì làm ăn gì? Chắc chúng ta lại về với bên kia đi ha. Trở về với bên... bên có cái đồng hồ á. Số 28 và số 13 nhá. 28, 13 màu đỏ. Tôi vẫn chưa tìm được cái số nào màu vàng. Ok. Ở đây có những ngón tay hình cái kia đây rồi, hay quá. Số 1 của chúng ta là lá. Số 2 của chúng ta là xương. Số 3 của chúng ta là người. Số 4 trái tim và cuối cùng là mắt. Ok. Số 1 của chúng ta là lá. Số 1 đây, lá. 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 Số 2 của chúng ta là xương hay là người nhỉ? Số 2. Trời ơi. Ok, nhìn lại phát các bạn ạ. Sorry các bạn. Một lá này. Hai xương, ba người. Ok. Bốn trái tim.
Số 1 là lá. Lá. 2 xương. 3 là người. À, người đúng rồi mà trời ơi. 3 người. 4 là trái tim. Cuối cùng là mắt. 5 là mắt. Ok. Dung chuyển rồi. Mở cơ quan mật thất. Hiện lên một cái quan tài ở đây. Đây chính là quan tài linh hồn. Đó chính là chiếc quan tài mà viết trong những cái trang nhật ký á. Ok. Đây là cái bảng gỗ tên của Tô Hoàn Phi à? Săn Hàn Phi. À, Tô Hoàn Phi đúng rồi đấy. Tôn Hàn Phi chứ. Đây chính là bảng tên của Tôn Hàn Phi á. Linh hồn Tôn Hàn Phi ở bên trong này. Cô ấy thực sự, linh hồn của cô ấy đang được hồi phục ở bên trong á. Tái tạo linh hồn à? Nếu mà chỉ dựa vào cái quan tài linh hồn này, không biết là có thể cứu được cô ấy không. Tức là sao? Tức là bây giờ tôi có thể cứu được Tôn Hàn Phi đúng không? Có vẻ như bây giờ mình cần một cái chất lỏng bảo vệ linh hồn thì mới có thể mở nắp quan tài ra. Ở đây tôi có số 5 đây. Tôi có số 5 màu vàng đầu tiên. À, tôi vẫn còn nhớ số 6 ở bên này. Vậy là 5, 6 mấy cả 5, 6 mấy cả 13. Phải 13 không nhỉ? 5, 6 màu vàng, 13 màu đỏ đúng rồi. 13 mấy cả 28. 13, 28 màu đỏ. Ok. Vậy là màu đỏ là cộng 13 mà cộng 12, 28 là chúng ta có 41. Và 5, 6 là nhân 5, 6, 30. Ở đây tôi sẽ có 41 màu đỏ. 1. Và 5 x 6, 30. 30 màu vàng, màu cam. Ok. Lấy được một đồng xu và một cái kim đồng hồ đây rồi. Chúng ta sẽ lắp kim đồng hồ thôi. Nắp vào. Ok. Chỗ này nãy là mấy giờ nhỉ? 5 giờ 15. 5 giờ 15 các bạn ạ. 3, 4, 5. 5 giờ 15. Ok. Đây tôi lấy được cái mẫu giấy đây. Cái mẫu giấy số 6 Tengu. Tengu thì số 4. Tengu 4 và số 6. Tengu 4 và số 6. Ở đây thì là Tengu 5 là số 2. Ok. Cần 2 cái thôi. Cần 2 cái được rồi. Đây là Tengu 2. Không biết. Tengu 4 thì số 6. Tengu 4 đây. Chúng ta cần số 6. Tengu 5 thì là số 2. Đây Tengu 5 đây. Thì đây là số 2. Còn cái này thì bấm đại thôi. Không được à? Có vẻ như tôi chưa tìm ra được cái chỗ manh mối ở chỗ đầu tiên nên là người ta không cho tôi được này. Ok, chúng ta tiếp tục tìm các bạn ạ. Tôi định chơi ăn gian mà không có được. Mình có một cái đồng xu ở đây. Quay trở lại. Tháo cái bức tranh này ra nhé. Dùng cái đồng xu tháo bức tranh. Định chơi ăn gian mà không có được. Trời ạ. Tiếp tục quay trở ra. Không biết nguyên tắc của những cái khoanh tròn này là gì á. Ok, tôi biết nguyên tắc nó rồi. Nãy định chơi ăn gian mà không có được thôi. Trời ạ. Đây là nãy là đây là 6 đúng không? Còn đây là 2. Cái cuối thì biết không cần biết đâu. 562. Đây chúng ta lấy được nước mưa đây. Tất cả các vật liệu đã tìm thấy rồi, bây giờ mình có thể chế tạo được nước linh hồn gì gì đó. Ok. Nào, bây giờ ra đổ vào quan tài. Đầu tiên là nước không nguồn, chỉ là nước mưa. Tiếp theo đổ cái bột này vào, cái bột của hai cái cánh hoa, hoa linh hồn đó. Mở được quan tài rồi. Trời ơi, đây chính là linh hồn của Tôn Hàn Phi. Xia xia, cảm ơn anh đã cứu tôi. Không có gì, tôi có một vài câu hỏi được không? Em có thể đồng ý làm người yêu tôi chứ? Anh nói gì cơ? Coi như tôi chưa nói gì đi. Tôn Hàn Phi, bạn có biết một lối ra nào khác không? Chúng ta cần phải nhanh lên trước khi mà Vương Gia Quân trốn thoát. Ok. Tôn Hàn Phi chỉ vào trong cái quan tài. Ý của cô là trong quan tài ư? Vợ tôi chỉ tôi đi đâu đây? Chúng ta chui vào trong quan tài, chúng ta đi một cái lối đi khác ra ngoài các bạn ạ. Hết chương 4 rồi. Tôi đã cứu và tái tạo được linh hồn của Tôn Hàn Phi rồi. Không biết là thân xác của Tôn Hàn Phi đang nơi nào.
Chúng ta có linh hồn, có thân xác là chúng ta có thể cứu được Tôn Hàn Phi đúng không? Hẹn gặp các bạn ở chương 5 nhá. Chắc có thể cứu được Tôn Hàn Phi đấy. Thế nhá, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Xinh quá trời xinh luôn.